Hello, hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Julian Supercar Vlog. Nay thì mình sẽ không đi review một chiếc siêu xe hay là một chiếc siêu sang. Nay thì mình sẽ đi quay chi tiết cho các bạn chiếc crossover cao cấp hạng sang có giá bán hơn 2 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, vừa mới về Việt Nam hôm qua thôi. Nay thì mình quay luôn cho các bạn chiêm ngưỡng. Đó chính là chiếc Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản Formatic 2020 các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam. Chiếc này thì được Mercedes-Benz nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam, trong khi phiên bản cũ thì vẫn đang được lắp ráp trong nước. Dự kiến thì năm 2020 thì GLC cũng sẽ được lắp ráp trong nước với đầy đủ các phiên bản hơn, GLC 200, GLC 250 và GLC 300. Trước mắt chúng ta thì là một chiếc GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam. Theo đơn vị nhập khẩu thì chỉ có khoảng 50 đến 60 chiếc GLC 300 sẽ được bán ra thị trường từ giờ đến Tết Nguyên Đán thôi các bạn nhé. Thế nên đây là cơ hội hiếm hoi để khách hàng có thể sở hữu được một chiếc GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Bởi vì sang năm thì nó sẽ được lắp ráp trong nước và khi đó thì chất lượng cũng như một số cái trang bị sẽ bị cắt bỏ đi. Để tương xứng với cái giá bán của một mẫu xe nhập khẩu thì chiếc GLC 300 AMG GLC 300 Formatic này cũng được chào bán với mức giá là 2 tỷ 559 triệu đồng, cao hơn khá là nhiều so với mức giá hơn 2 tỷ, gần 2 tỷ 2 của phiên bản GLC 300 lắp ráp trong nước cách đây không lâu. Chiếc này thì ngoài là đời mới thì nó còn được trang bị thêm với gói AMG Line và gói Night Pickup. AMG Line các bạn có thể quan sát ở phần đầu xe này, lưới tản nhiệt kiểu AMG với những cái nan hình kim cương như thế này, như kiểu đính thêm những cái hạt kim cương ở trên lưới tản nhiệt đó các bạn, rất đẹp luôn. Nan đơn này, đó logo Mercedes-Benz to đùng đặt chính giữa. Cản trước cũng là thiết kế mới kiểu AMG các bạn nhé, và cái cản này được sơn đen trong gói Night Pickup, sơn đen. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên cái phần đầu xe này chính là cái cụm đèn pha LED multibeam, đó LED multibeam nha các bạn nha, cụm đèn định vị kiểu mới này. Cái LED này thì được trang bị như trên S-Class luôn các bạn đấy. Phiên bản GLC cũ thì không được trang bị cái cụm đèn pha này, chỉ là một cái đèn pha LED bình thường thôi. Đó, đây chỉ là một cái phần pha LED. Đây, LED Intelligent Light System. Còn đây là LED multibeam. Rất hiện đại luôn, đánh lái và liếc các kiểu theo góc cua khi các bạn đánh lái vô lăng. Nói chung là đây là cái giá trị này, cụm đèn này cũng khoảng vài trăm triệu chứ không ít đâu. Đó, đây là tổng thể của chiếc GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Rất ấn tượng các bạn. GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức thì được trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp, công suất là 258 mã lực và mô men xoắn cực đại là 370 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,2 giây. Cái động cơ này thì có mức hiệu suất tương đương với chiếc C300 AMG. Viên C300 AMG thì có khả năng tăng tốc tốt hơn tại vì là một mẫu sedan và có trọng lượng nhỏ hơn. Còn đây là một chiếc crossover với gầm cao và trọng lượng cũng lớn hơn khá là nhiều. AMG, đó, bộ mâm AMG, không phải là bộ mâm này là bộ mâm AMG, chính xác là bộ mâm của AMG, kích thước 20 inch, lốp là 255/45. Đó, AMG đa chấu, tương tự như C300 đời cũ cũng được cái trang bị cái bộ mâm đa chấu như này. Gói Night Pickup thì bổ sung thêm cái chụp gương sơn đen, đó, sơn đen trong gói Night Pickup. Chiếc này được trang bị camera 360 độ, đó, rất là hiện đại luôn. Bật lên xuống gắn cố định hai bên, tương tự như phiên bản cũ. Ra phần đuôi xem nào, phần đuôi. Đây là tổng thể phần đuôi của chiếc GLC 300 Formatic 2020. Cụm đèn hậu kiểu mới, giống với GLE và GLS. GLE thì đã về Việt Nam, còn GLS thì tương lai là 2020 cũng về Việt Nam. Đó. Thiết kế chiều sâu dạng 3D rất đẹp luôn, các bạn có thể quan sát. Đây, cụm đèn hậu đời cũ này. Rất ấn tượng với chiếc, về phần đuôi của chiếc này, khá đẹp, khá bảnh. Chiếc này thì đó, cản sau trên gói Night Pickup thì được sơn đen ở cản sau này, ống xả đơn đặt đối xứng hai bên. Chiếc này thì được trang bị đá cốp các bạn nhé. Hiện không biết là chìa khóa ai đang cầm, mình không thi triển cái khả năng đá cốp của chiếc này. Dung tích khoang chứa đồ cũng khá là rộng các bạn nhé. Đó, một cái túi để đựng gậy gôn, tuy nhiên không có gậy gôn ở đây thì có thể đặt ngang. Có gậy gôn vào thì các bạn có thể đặt chéo. Không rõ là có vừa không, mình nghĩ là vừa đấy, tại vì khá là rộng.
đóng thì tất nhiên là đóng điện rồi. Đó, đuôi xe rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất nhé. Đây là không gian hàng ghế thứ hai. AMG Line, gói này thì bổ sung thêm da bọc hai tông màu đỏ đen, nhìn rất là ấn tượng. Đó các bạn, rất là thể thao, rất là AMG luôn nha. Hiện ghế ngồi thì mình trông có vẻ hơi dựng một chút, không gian thì có thể là dùng thoải mái, tuy nhiên hơi dựng, nếu mà ngả ra một chút nữa thì thoải mái hơn trên những cái cung đường dài, hoặc là các bạn muốn thư giãn. Cửa gió điều hòa cho khoang 2, bậc tỉ tay, bệ tỉ tay. Đó, tích hợp hai khay để cốc ở đây và một cái ngăn để đồ ở dưới. Hơi đơn giản, không có cổng sạc, không có gì điện tử, mặc dù đây là một chiếc xe nhập. Tuy nhiên là giá đã là 2 tỷ 559 triệu rồi. Cửa sổ chơi toàn cảnh cho khoang trước và khoang sau, rất là xịn sò luôn nha. Hơi tiếc là không có âm thanh vòm ở phía trên. Tại đây thì chúng ta có gói, có hệ thống âm thanh Boommaster quá là quen thuộc trên những chiếc Mercedes-Benz rồi. Gỗ ốp dạng gỗ sần, đó, sở rất là thích luôn, không bám vân tay. Ở đây cũng được trang bị da bọc hai tông màu đỏ đen. Rồi, chúng ta sẽ vào khoang lái này. Đó, uầy, ghế ngồi thể thao đó các bạn nhìn thấy không? Ghế ngồi thể thao bọc da hai tông màu, thành ghế nhô cao ôm sát người lái, nhìn rất thích luôn. Nhô cao ôm sát người lái, nhìn phong cách rất là ấn tượng. Đó, nhìn rất thể thao luôn các bạn, thành ghế này cao, êm. Da bọc thì là da bọc cao cấp rồi. Đấy, không biết là có phải da Napa cao cấp không, mình nghĩ là da Napa cao cấp. Đó, logo Mercedes-Benz phát sáng ngay từ bậu cửa. Tại đây thì đó, ghế ngồi chỉnh điện xịn sò luôn các bạn nhé. Ghế ngồi chỉnh điện xịn sò với 3 vị trí, ghế lái, ghế phụ đều nhớ 3 vị trí. Âm thanh Boommaster quá ấn tượng luôn, chi tiết quá đẹp. Rồi, mình sẽ vào bên trong. Đó. Wow, 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 wow. Một cái màn hình full màn hình điện tử luôn các bạn nhá. Không còn là màn hình cơ hai bên và điện tử ở giữa mà là full màn hình điện tử rồi. Hai cái vòm này trông ấn tượng quá. Vô lăng kiểu mới, vô lăng hiệu như của AMG. Đáy phát, vô lăng rất giống AMG luôn. Tuy nhiên đây lại không phải là vô lăng của AMG đời mới, mà là GLC các bạn nhé. Một chiếc GLC đời 2020 có cái vô lăng này, rất là phong cách thể thao luôn. Đáy phát, cầm rất thích tay luôn. Chiếc này mà lái chắc là thích lắm đây. Ốp kim loại nhôm, có lẽ là nhôm. Có màn di cảm ứng ở đây. Home, nút quay lại này. Volume là cái dạng con lăn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó nhảy nhảy trên kia chưa? Đó, rất là xịn sò luôn. Nghe và không nghe điện thoại trong chế độ đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói. Bên này có set cruise control, lim, một cái bàn di cảm ứng nữa. Và đó, gật gật gật, lên lên lên. Đấy, chiếc này có lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Đây, cần số quen thuộc của Mercedes-Benz gắn phía sau vô lăng. Các bạn đừng nhầm lẫn với cái gạt nước nhé. Tại vì rất nhiều người nhầm lẫn với gạt nước khi lần đầu lên xe Mercedes-Benz và không tìm thấy cần số ở đâu. Cadillac Escalade thì ngày trước nó cũng được trang bị cần số to đùng ở đây. Các bạn cầm giật 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 như kiểu là đi tập tạ luôn. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì cần số của Escalade 2021 dự kiến ngày 14 tháng 2 năm 2020 sẽ ra mắt, là đã cần số được đặt ở đây rồi nhé các bạn nhé. Tại đây chúng ta có gì? Một bàn di Touchpad có mang online. Wow, rất nhạy luôn các bạn. Wow, wow, rất nhạy luôn này. Vuốt nhẹ thôi mà nó đã nhận rồi. Media này. Đó, màn hình 7 inch. Hơi tiếc không phải là màn hình 12,3 inch mà là màn hình 7 inch. Tiếc đặc biệt là cái màn hình này cũng cảm ứng các bạn nhé. Đó, màn hình cũng cảm ứng luôn này. Rất là xịn sò luôn. Điện thoại này, chưa kết nối điện thoại này. Vào hình xe nào, cài đặt xe này. Đấy, cài đặt xe này. Camera đỗ xe này. Đó, chiếc này được trang bị camera 360 độ luôn các bạn nhé. Rất hiện đại luôn.
ba cửa gió điều hòa ở đây và hai cái hai bên nữa, nói chung là full điều hòa cho anh em mát thoải mái trong mùa hè và ấm áp trong mùa đông. Đó, những cái nút cài đặt ở đây cũng được dạng gẩy như phím đàn, như phím đàn rất là xịn sò luôn. Navigator, Map, Health, Radio, Media, Cars, ngôi sao không biết là cái gì và cảnh báo nguy hiểm. Tại đây thì chúng ta có gì? Cũng có cái volume, xin lỗi bạn, nói mãi dài cái chữ volume lan lan ở đây. Chuyển chế độ lái ở đây, wow, rất là nhạy luôn, các bạn khẽ chạm vào là nó nhận ngay rồi. Đấy, đây là cái kiểu như ngắt động cơ tạm thời khi các bạn dừng đèn đỏ ấy quá lâu, các bạn có thể tắt bật cái công nghệ này đây. Đó, những cái đơn giản khác, gỗ sần sờ rất là thích luôn, hơi đen đen mờ mờ, không bám vân tay. Tại đây học chiếu đồ, hai cổng sạc Type C GLC 2020 thì toàn bộ cổng sạc đã được chuyển sang Type C, không còn là USB nữa rồi các bạn nhá. Các bạn mua chiếc này thì cũng phải được trang bị điện thoại với những cái cổng sạc Type C nhá, không là các bạn phải mua một bộ chuyển đổi đó. Tại đây thì còn có, wow, có sạc điện thoại không dây ở đây nữa này, một cổng Type C đây và sạc điện thoại không dây ở đây, hai cái khay để cốc ở đây, ghế ngồi, wow, ghế ngồi rất là thích luôn, chỉnh điện ngả ngả đó, ngả nào, wow, ngả luôn không phải suy nghĩ. Nâng đùi lên này, đó, nâng đùi lên. Cái này là cái gì nhỉ? À, đệm bắp đùi nhô ra. Nữa. Đó, vào. Rồi, ok rồi. Tựa đầu này. Ngả lên này. Trượt lên này, đúng không? Xịn sò, đúng là mẹt, gắn hết trên cái thành ghế này các bạn. Không phải là thò tay xuống đây nó hơi thô một chút, không thò tay đây nữa mà là các bạn chỉ với tay lên đây là có thể chuyển chỉnh được rồi. Vâng, có lẽ là dài dòng thế thôi, nhưng mà mình kết thúc cái video này tại đây thôi. Chiếc này thì đang được bán chính hãng tại Việt Nam 2 tỷ 559 triệu đồng. Động cơ 2.0 lít nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức các bạn nhá. Đây là cơ hội hiếm hoi để các bạn mua GLC nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, không phải là những mẫu xe lắp ráp nữa. Tại vì tuy nhiên các bạn không mua nhanh nha, không mua nhanh, chỉ có 50 đến 60 chiếc được nhập về Việt Nam trong năm 2019 này thôi. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán là các bạn chỉ có 50 đến 60 chiếc trên cả nước để mua chiếc này thôi nhá các bạn nhá. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Mercedes-Benz Anzu Hà Nội, nằm trên đường Phạm Hùng, Hà Nội các bạn nhé. Các bạn quan tâm có thể ghé thăm và tậu về chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2020 này. 2 tỷ 559 triệu đồng chưa đăng ký, đăng ký xong khoảng gần 3 tỷ đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Sony Supercar trong thời gian vừa qua.